Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ cách nấu chè hạt sen đậu xanh dùng làm món tráng miệng cho tiệc gia đình hoặc bữa ăn nhẹ rất hấp dẫn mà vô cùng bổ dưỡng. Với hạt sen đậu xanh bùi bùi thơm béo của lá dứa, nước cốt dừa cùng lượng đường vừa đủ tạo cảm giác ngọt dịu, tươi mát, rất ngon. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau: hạt sen tươi khoảng 300g, nếu không có mình có thể chuẩn bị hạt sen khô cũng được nha các bạn. Đậu xanh khoảng 300g, đường phèn khoảng 220g, có gần đầy cái chén ăn cơm đó các bạn. Bột sắn dây 4 muỗng canh. Bột này thì có bán rất là phổ biến ở các siêu thị hoặc là mình có thể mua online, nếu không có mình có thể thay bằng bột năng cũng được nha các bạn. Nước cốt dừa 400g, khoảng nửa cái tô lớn. Dừa tươi, để lát lấy nước nấu cho được ngon hơn. Lá dứa. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình sẽ lấy đậu xanh cho qua cái thau lớn, rồi xả nước vô. Mình sẽ vo rửa lại cho sạch. Đậu xanh thì mình có thể chọn đậu có vỏ hoặc là đậu bỏ vỏ như vậy cũng được nha các bạn. Tiếp tục xả nước vô, vo lại chừng 2 nước là được. Rồi, vo xong mình sẽ xả nước vô, vừa ngập với cái mặt của đậu xanh như vậy. Lấy nước sôi cho vô. Mình cho chừng khoảng một nửa nước lạnh, một nửa nước sôi để tạo cái hỗn hợp nước ấm. Mình sẽ ngâm với thời gian khoảng chừng 1 tiếng để cho đậu xanh trương nở đó nha các bạn. Tiếp theo lấy hạt sen ra rửa lại. Cái hạt sen này thì mình mua ở ngoài chợ, có bán rất là phổ biến, mua dễ lắm các bạn. Khi mua thì người bán đã lấy sẵn cái tim sen phía giữa rồi, về mình chỉ cần rửa lại như vậy rồi đem nấu là được thôi. Rồi mình cứ rửa lại 2 nước như vậy là được nha các bạn. Rồi quay lại cái thau đậu xanh mà đã ngâm như vậy hơn 1 tiếng rồi, xả cái nước này đi. Đó, lúc này cái hạt đậu xanh có cái độ trương nước nhẹ, mình bóp vô cảm giác cũng hơi mềm. Rồi xả nước vô, vo lại nữa là mình đem đi nấu. Tiếp theo mình sẽ lấy ít cái lá dứa ra, bẻ đôi hoặc là mình cắt nhỏ, lót một cái lớp ở phía bên dưới cái xửng hấp. Rồi cho cái đậu xanh lên để mình hấp cho thơm. Đó, dàn đều ra để cho đậu xanh tiếp xúc với hơi nước cho chín đều. Nước vừa sôi cho luôn cái hạt sen vô, hấp chung luôn. Bởi vì là hạt sen tươi cho nên mình hấp chung nha các bạn. Nếu hạt sen khô thì mình có thể tách ra nấu riêng nha. Đó, dàn ra như vậy để cho nó chín đều. Đậy nắp lại. Rồi mình canh thời gian hấp là 15 đến 20 phút. Khi đó hạt sen và đậu xanh sẽ chín mềm, mình khỏi cần phải kiểm tra. Tiếp theo bác nồi lên, cho nước cốt dừa vô để mình nấu lại nha các bạn. Thêm một chút xíu muối. Đường phèn 2 muỗng canh đầy. Mình lấy khoảng một lá dứa lớn bó lại như vậy, cho vô nấu cho thơm nước. Đó, lúc này thì cái nồi đã sôi khoảng chừng 3 phút. Đường bây giờ cũng đã tan và nước cốt dừa đã có cái độ sánh dẻo nhẹ, cạn xuống chút xíu nữa rồi. Mình nấu như vậy là được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra để lát hồi sau mình ăn nêm lên cho ngon. Quay lại cái nồi đậu xanh hạt sen mình đã hấp được hơn 15 phút rồi. Lúc này thì cái đậu xanh và hạt sen cũng đã chín rồi đó các bạn. Đó, rất là mềm luôn. Đó, như vậy là được rồi. Mình sẽ trải qua cái công đoạn hấp như vậy, giúp khi nữa mình nấu cho cái hạt sen đậu xanh tơi rời ra từng hạt, trông nó được hấp dẫn hơn và mình tiết kiệm được cái lượng nước dừa khi mình nấu cho nó không có bị cạn xuống. Rồi, bây giờ mình lấy ra rồi nấu chè nha. Bắt cái nồi khác lên, chặt 2 cái dừa tươi, lấy nước cho vô. Với cái lượng đậu xanh và hạt sen như vậy thì mình cho chừng 2 cái dừa lớn là được nha các bạn. Thì mình đâm như vậy thì khoảng phần hơn 2 cái tô lớn các bạn. Bỏ một ít lá dứa cho vô nấu cho thơm nước nữa. Cho đường phèn vô khoảng 200g, gần đầy cái chén ăn cơm như vậy. Nếu không có mình có thể thay bằng đường trắng cũng được nha. Đó, với cái lượng nước dừa mình ước lượng nhiêu đây khoảng chừng 2 cái tô lớn. Và canh cái lượng đường khoảng chừng 200g như vậy là vừa luôn các bạn. Nếu như mình thích đậm hơn thì có thể tăng thêm chút xíu đường nữa, sao cho mà hợp vị là được nha. Tiếp theo lấy bột sắn dây cho qua cái tô lớn, 4 muỗng canh. Rồi hòa vô đây một cái chén nước lọc đầy. Cái tinh bột sắn dây này thì mình dùng nó rất là tốt luôn. Nếu như không có thì có thể dùng cái bột năng để thay thế cũng được nha các bạn. Đó, đã tan rồi, lại đây lát nữa mình sẽ cho vô nấu sau. Rồi quay lại cái nồi nước dừa và đường, mình nấu như vậy nó vừa sôi lăn tăn cũng đã tan rồi đó các bạn. Mình sẽ cho đậu xanh, hạt sen vô nấu luôn nha. Lấy hết cái lớp lá dứa mà đã lót với dưới ra. Rồi trút vô cái nồi luôn. Cái mùi hạt sen, đậu xanh và kết hợp cùng lá dứa thơm lắm luôn các bạn. Đó, lúc này cái nồi đã sôi với cái hỗn hợp hạt sen, đậu xanh và nước. Mình canh như vậy là vừa luôn các bạn, nó không có đặc quá cũng không loãng quá. Như vậy là được nha. Và lúc này mình có bọt thì mình sẽ hớt cho nó sạch để cho nó được trong nước. Lá dứa thì mình nấu chừng khoảng vài phút nó cũng đã ra hương thơm rồi, lấy ra luôn. Rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp bột sắn dây cho vô từ từ. Đó, mình vừa khuấy đều để cho nó tạo cái độ sánh sệt được hấp dẫn hơn. Nếu như các bạn không thích cái độ sánh sệt thì khỏi cho cũng được nha. Đó, như vậy là cái nồi chè của mình đã nấu xong, có cái độ sánh dẻo, hạt sen, đậu xanh chín được rồi. Mình sẽ dọn ra ăn nóng nóng cho nó được hấp dẫn hơn. Đối với cách làm mà không khó, nhanh, gọn, dễ, mình có được một cái món chè đậu xanh hạt sen dùng để làm món tráng miệng trong bữa tiệc gia đình hoặc là nấu để ăn chơi chơi vui cùng gia đình, rất hấp dẫn luôn các bạn. Mình chèn thêm cái nước cốt dừa lên phía bên trên nữa để tăng cái độ thơm béo. Như vậy là món chè hạt sen đậu xanh của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Và món này thì mình nên dọn ra, nó đang còn nóng nóng như vậy á, khi múc lên ăn cho nó được ngon. Nếu như không thích thì có thể ăn lạnh, cho đá thêm vào cũng được luôn. Rồi xin mời các bạn nha. Mình ăn cái hạt sen đậu xanh bùi bùi, thơm mùi lá dứa, có cái vị ngọt dịu, không có gắt quá, kèm thêm với nước cốt dừa béo béo nữa, ngon lắm luôn các bạn. Với lại đang trời là lạnh như vậy, mình có một cái tô chè nóng nóng như vậy nữa, ăn tráng miệng rất là ngon luôn. Thì video clip mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.